Xin chào bạn, tôi là Bùi Hồng Hân, là người quản lý sản phẩm của trang bán hàng trực tuyến corashop24h.com. Thưa với bạn, hôm trước tôi có chia sẻ với bạn cũng như với mọi người về cái sản phẩm dầu nóng xoa bóp Hàn Quốc đúng không ạ? Anti-Blamin, đây là sản phẩm của chúng tôi. Và ngày hôm nay thì tôi xin chia sẻ với các bạn thêm một chút cái thông tin về cách sử dụng cũng như là cái đối tượng sử dụng dầu nóng Hàn Quốc này. Thì trước tiên là tôi xin giới thiệu với các bạn về cái cách sử dụng chai dầu nóng Hàn Quốc này ạ. Các bạn thấy là về cấu tạo của cái chai dầu này thì rất là hơi đặc biệt một chút, là vì nó có thêm cái thanh trượt này để dùng để massage. Thế thì các bạn sẽ thấy là cái thanh trượt này sử dụng như thế nào để cộng với cả cái dầu ở trong chai này, nó có phát huy cái tác dụng tốt nhất đối với chúng ta vào những cái vết đau hay là những cái chỗ bầm tím, hay là những cái đau cơ, đau khớp, đau xương là các bạn có thể dùng, đúng không ạ? Thì trước tiên là các bạn vệ sinh sạch cái vùng đau, cái chỗ mà chúng ta cần phải xoa bóp, cần phải dùng dầu nó nóng, đúng không ạ? Sau đó thì thứ nhất là các bạn lưu ý là chúng ta sẽ không được dùng dầu cho những cái vết thương hở cũng như là những cái nơi mà chúng ta bị trầy xước thì không nên dùng. Đấy. Thế và các bạn trước khi dùng nhá, thì trước khi các bạn thoa dầu, các bạn sẽ dùng cái thanh trượt này và chúng ta sẽ massage một vài lần, khoảng 5-6 lần gì đó vào cái chỗ đau đó. Cái tác dụng đấy để làm gì ạ? Để nó bong cái, nó mềm cái vùng da, cái chỗ vết thương đó ra, và nó bong cái lớp da chết, tức là nó sẽ làm mềm và nó bong cái lớp da chết ra, để khi mà các bạn dùng dầu thoa lên thì nó sẽ thẩm thấu nhanh hơn. Đấy. Thì các bạn biết đây là dạng kem sữa lỏng, dạng lỏng. Thế cho nên là chúng ta chỉ lấy một lượng nhỏ thôi để sử dụng. Đó, thế xong các bạn sẽ thoa đều. Thoa đều cái lượng dầu đó lên trên cái vùng đau. Đấy, và tiếp tục thì các bạn lại dùng cái thanh này massage lên. Nó thay tay của chúng ta, nhưng mà nó sẽ massage được sâu hơn. Đấy, vào cái điểm mà bạn bị đau, để nó lan tỏa cái dầu, cái sức nóng của dầu cũng như là cái tác dụng của dầu vào với cái vết đau của mình. Đấy, và nó sẽ rất tốt cho những cái lúc mà các bạn bị đau cấp hay là những cái chỗ mà bạn bị bầm tím, đúng không ạ? Nó làm giãn cái mạch máu ở cái chỗ đấy để lưu thông máu tốt hơn, cũng như là nó làm tan cái vết tím nhanh. Đấy, thì đấy là cái cách sử dụng chai dầu nóng này. Và chúng ta chỉ nên dùng là gì ạ? Một ngày khoảng 3-4 lần thôi. Đấy là người lớn. Còn đối với trẻ con thì các bạn nên dùng cho các con là giảm liều đi, và từ 10 tuổi trở lên mới dùng cái dầu này. Vì cái dầu này nó là dầu nóng mà, tương đối nóng. Cho nên là khi các bạn dùng cho con, các bạn lưu ý là dùng cái lượng nhỏ thôi, để cho nó không bị nóng quá, nó không bị tức. Các con sẽ gây khó chịu cho các con, đúng không ạ? Đấy là cái cách sử dụng của chai dầu nóng Anti-Blamin này. Thế và cái đối tượng sử dụng thì tôi giới thiệu với các bạn là cái đối tượng này nó phù hợp với tất cả mọi người, cả nam và nữ, những cái người trưởng thành, rồi những cụ già hay đau mỏi, hay nhức xương, nhức khớp, rồi những cái người mà lao động nặng, hay là những cái người mà chơi thể thao thường xuyên ấy, mọi người hay bị chấn thương, hay là hay bị tức là hoạt động quá cái mức mà cho phép thì gây là mình sẽ bị đau nhức. Đấy, hoặc là những cái người mà bị va chạm có thể là gây là bầm tím hay là gây sưng. Thì nhưng cái dầu này hay cái là nó dùng rất tốt cho những cái người mà bị dị ứng ngoài da, nổi mề đay, kiểu nổi mề đay ngứa, hoặc là bị côn trùng đốt. Đấy, thì nó sẽ tan ngay. Đấy là những cái công dụng mà cái đối tượng mà những người có thể dùng. Thì các bạn lưu ý để sử dụng cái dầu này làm sao cho nó hiệu quả. Thế còn tôi cũng trình bày với bạn là cái người mà không nên dùng ấy, thì nhà sản xuất có khuyến cáo là chúng ta không nên dùng cho phụ nữ có thai, cũng như là mẹ đang cho con bú, và trẻ nhỏ dưới 10 tuổi thì các bạn không nên cho con dùng. Đấy là những cái khuyến cáo. Thực ra thì là khuyến cáo của nhà sản xuất, còn cũng chưa có một cái chứng minh nào cụ thể là nó có ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người cả. Đấy. Thế và đây là cái dầu nóng, cho nên là cái tác dụng của nó giảm đau tức thời rất là tốt. Đấy, thì các bạn nên lưu ý là
dùng một cái lượng vừa phải, và nó là dạng kem, kem sữa, cho nên là khi dùng xong nhé các bạn nhớ đậy nắp thật chặt để khi mà nó đổ nó không bị đổ ra, đúng không ạ? Đấy. Thế và chúng ta nên bảo quản là để xa tầm với của trẻ em, đúng không ạ? Và không để tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Đấy là những cái lưu ý khi mà chúng ta sử dụng cái chai dầu này. Vâng, thế tại sao tôi khuyên các bạn là chúng ta nên có một cái sản phẩm như thế này ở trong gia đình ạ? Thì các bạn cũng biết là cái công dụng của dầu nóng là nó là tốt cho cơ xương khớp, rồi những cái vết đau, những cái vết bầm tím, đúng không ạ? Rồi những cái vết mà như côn trùng muỗi đốt cắn, thì các bạn nên là chữ một cái chai dầu này, bởi vì cái chai dầu này hiệu quả như vậy nhưng cái giá thành lại rất là rẻ. Nó có 120.000 một cái chai dầu như thế này, được nhập khẩu từ Hàn Quốc về. Chúng tôi nhập khẩu từ Hàn Quốc về và làm cái sản phẩm đảm bảo chính hãng. Đấy, có tác dụng rất là tốt. Sản phẩm thì cũng có dao động một chút, các bạn cũng có thể nhìn thấy này. Hạn thì rất là dài, và chúng ta nếu mà dùng này có khi 1 năm mới hết một cái chai này. Mà có 120.000 thì các bạn thấy là nó hiệu quả mà lại rất là tiết kiệm, đúng không ạ? Đấy, thì các bạn có thể lưu ý là chúng ta nên có một cái sản phẩm như thế này ở trong nhà để đảm bảo lúc nào chúng ta cũng có thể có một cái biện pháp mà hỗ trợ để khỏi những cái khó chịu, những cái bực mình từ những cái đau, những cái mọ nhức mỏi không mong muốn từ xương khớp, hay từ những cái vết bầm tím, hay từ những cái hoạt động của mình mang lại, đúng không ạ? Thì đấy là cái điều mà tôi khuyên các bạn là chúng ta nên có một cái sản phẩm như thế này trong nhà. Đấy. Và chúng tôi có cái phương châm bán hàng chất lượng là uy tín, thì chúng tôi luôn cam kết là đồng hành với người sử dụng, cũng như là chúng tôi đưa cho các bạn một cái sản phẩm chính hãng, và các bạn có quyền kiểm tra sản phẩm trước khi trả tiền, cũng như là chúng tôi cam kết hoàn trả tiền các bạn nếu như các bạn chứng minh rằng hàng này là không chính hãng, hoặc là hàng kém chất lượng, hay là hàng dở, đúng không ạ? Ngoài ra thì còn có những cái chương trình khuyến mại, chương trình quà tặng, cũng như là những cái chương trình như là hoàn trả đổi hàng trong vòng 7 ngày nếu như các bạn không ưng ý với cái sản phẩm mà bạn nhận được, đúng không ạ? Thì các bạn có thể hoàn lại cho chúng tôi. Đấy. Thế còn để biết thêm những cái thông tin về dầu nóng của Hàn Quốc này, hoặc là những cái sản phẩm khác, những cái sản phẩm bổ trợ sức khỏe khác của Hàn Quốc, thì mời các bạn truy cập vào trang web koreashop24h.com. Chúng tôi có cái đường link ở dưới thì các bạn có thể vào và cập nhật thêm những cái thông tin về sản phẩm, cũng như là cái sản phẩm mới của trang web chúng tôi có cung cấp tới mọi người, để các bạn có thể tiện theo dõi. Vâng. Hoặc là các bạn có thể là để lại cái số điện thoại trên phần comment của video để chúng tôi gọi tới để tư vấn trực tiếp. Đấy. Các bạn cũng có thể là chat Zalo với chúng tôi, hoặc là gọi điện tới số hotline 0979 149 256 để được hỗ trợ và tư vấn trực tiếp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.